nhằm góp phần thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình kết nối, trải nghiệm cho hội viên nông dân, nhất là các hoạt động tham quan các mô hình nông nghiệp kiểu mẫu, điển hình trên địa bàn huyện Hòa Vang. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tham quan thực tế các mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Vang. Tại thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, hội viên nông dân đã được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về cách lên men phụ phẩm cây trồng, làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng. Đây là mô hình kiểu mới với nhiều lợi ích, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của rất nhiều bà con nông dân. Từ khi mà chưa có cái mô hình này á, thì người nông dân thường hay là mua những loại phân hóa học về người ta làm. Sau khi mà đã qua cái lớp này thì em thấy là hữu cơ thì nó rất là hữu ích, bởi vì là tận dụng những cái phế phẩm của nông nghiệp, ví dụ như là những cái đồ mà người ta bỏ đi á, rồi người ta lấy về dùng lại những cái loại mà phế phẩm để người ta tạo ra những phân, thì nó giảm được rất là nhiều cái tiền bạc để mà bỏ ra để đầu tư. Tại xã Hòa Liên, hội viên nông dân đã được tham quan, học tập kinh nghiệm nuôi gà trên đệm lót sinh học của hộ ông Nguyễn Văn Bích, thôn Hiền Phước. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên viên, cán bộ hội, những kỹ thuật này tuy đều rất mới đối với nông nghiệp Đà Nẵng nhưng đã được bà con tiếp thu rất hiệu quả. Cái mô hình này nó giúp cho gà nó tăng trưởng nhanh, nó ngừa được cái dịch bệnh và đặc biệt là nó không gây ô nhiễm môi trường. Và trong thời gian tiếp theo đây thì hội nông dân xã sẽ tham mưu với cấp trên, đặc biệt sẽ tuyên truyền vận động tới những cái hội viên nông dân mà đã và đang nuôi gà trên địa bàn xã áp dụng cái kỹ thuật cũng như là cái chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học dài này tiếp theo cho các cái hộ mà có chăn nuôi gà. Đây là những mô hình nằm trong dự án tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế, được Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước trong thời gian từ năm 2022 đến hết năm 2024. Chúng tôi sẽ tiếp tục mà nhân rộng cái mô hình này, đặc biệt là đối với các cái xã còn lại của trên địa bàn Hòa Vang. Đối với những cái xã nông nghiệp nó còn diện tích đất nông nghiệp cũng như còn cái diện tích vườn nhà có thể tận dụng được, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các địa phương đó, cũng như là giải quyết tạo cái công ăn việc làm cho người nông dân trong cái điều kiện phát triển cái nông nghiệp đô thị hiện nay. Các hoạt động tham quan và học hỏi này không chỉ giúp nhân rộng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu, góp phần thúc đẩy chuyển đổi, tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố, mà còn giúp hội viên nông dân có cơ hội được giao lưu, kết nối và trải nghiệm thực tế, qua đó đẩy mạnh phong trào nông dân dưới cơ sở.